Khả năng câu thứ 3 có đen ở hình cờ này là tốt 3 tiến 1. Đây là nước cờ mà vương thứ nhất dùng đối phó với vương Gia Thụy ở Phổ Giang Thị năm 2012. Đỏ bình pháo là cờ đỏ mưu bắt quân. Cờ đen mất quân. Đen nhảy mã lên hà. Đổi lại, đen đi C2 bình 3 ăn pháo. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 7 tiến 6. Đỏ tiến tốt. Đỏ cũng có thể nghiên cứu đi C9 bình 8.
Cờ đỏ ưu thế. Như đỏ tốt 7 tiến 1. Đỏ nhảy mã. Đỏ thể nghiên cứu đi. Mã 5 lùi 7. Nước cờ mang tính ổn định hơn. Như đỏ mã 5 tiến 4. Cờ đỏ chủ động. Mời các bạn xem lại cái nước đi.
Cờ đỏ chủ động. Khả năng đi quân thứ tư của đen ở hình cờ này là sĩ 6 tiến 5. Đây là nước cờ mà Khổng Lệnh Nghĩa dùng đối phó với Vương Thụy Thường năm 2011. Đen nhảy mã bàn hà. Đổi lại, đen đi tốt 3 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Như đen mã 7 tiến 6. Đỏ nhảy mã đội. Đỏ thể nghiên cứu đi C2 tiến 9 bắt tượng. Cờ đỏ thắng thế. Như đỏ mã 7 tiến 5. Đen nổ pháo ăn tốt. Đổi lại, nhé đi xe 9 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Như đen pháo trước 3 tiến 4. Đen lùi xe. Đổi lại, nhà đi xin 5 lùi 6.
Cờ đỏ à, ưu thế. Như đen sẽ xín lùi một. Đen tiến tốt. Đổi lại, nhà đi sĩ 5 lùi 6. Cờ đỏ ưu thế. Như đen tốt 3 tiến 1. Đen ăn mã. Cũng là ăn mã. Nếu đen đi top 3 tiến 1. Cờ đỏ ưu thế. Như đen pháo 3 tiến 6. Đỏ lùi mã đuổi pháo nhằm giản hóa cục thế. Nước cờ già dặn tỉ mỉ. Cờ đỏ thắng thế. Mời các bạn xem lại các nước đi.
Cờ đỏ thắng thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công lãnh môn bố cục Uyên Ương Pháo.